một câu của anh ấy. Rơi vào 15 phút. Nếu mà để gọi là yêu thì sẽ không. Nhưng thật ra là sẽ chết. Sẽ chết là yêu ấy. Sẽ chết anh làm đấy. Em thật em. Đúng 15 phút sau mà nếu khẳng định rằng là em đi mãi em không được. Siêu cao siêu một cách mà em không thể tả. Anh không thể nói cho em biết được. Trời ghê. Cứ nhìn mà thẳng vào đôi mắt. Bồ câu của anh ấy. 15 phút sau. Đôi mắt diều hâu như bồ câu. Không, chỉ là đâu. Bồ câu rồi đấy, anh chẳng thấy diều hâu, diều hâu. Nếu như mà phép em nhé. Đọc đi máy. Anh là đã người đã có vợ. Nhưng anh chưa vợ nhé. Anh chẳng thấy anh tán em dây 15 phút. Em mà không đổ như một cây chuối. Anh ý luôn. Bây giờ anh có vợ rồi thì anh bảo thôi. Em có biết không? Em có biết là Hải nó em Hải nó nói bảo là đổ cái chuột. Cao siêu. Đấy, dùng tôi bắt một câu của anh chỉ câu gái thôi. Đâu đâu. Cao siêu. Nhưng mà đừng nói là em cứ nhìn vào đây, em cứ lừa anh đi. Chỉ nhìn chặt vào mặt anh. Chỉnh lại để nhiều không? Thôi một câu thôi nhá. Anh vừa nói ra cái mắt của anh thì cho dù là được uống rượu khi ngồi không, cái là mở không được hết này. Ý là mình cứ dạy nên là mình đi ấy. Anh là làm anh cười là không thấy tổ quốc đâu cả. Đấy, thế nên là em cứ nhìn thẳng vào mắt anh. 15 phút sau mà anh thẳng với em. Mà cái thời điểm mà anh chưa vợ nha, anh thẳng là 15 phút sau mà em cứ đổ những một cái chuối, anh thấy yếu. Mà cái chuối ở trên này gặp mưa là đổ hết. Nha, xin chào tất cả các bạn nha. Đã... Hôm nay thì anh em mình thành chém đây. Xin chào. Chị Vi, chị áo vàng cái tên gì nhỉ? Trâm mà, chị Trâm. Hôm nay là có hai chị ở trong Sài Gòn ra chơi cùng với anh em mình và ăn bữa cơm cùng tại gia đình luôn. Tên gì ạ? À, mèo vàng chị đã chơi đi chơi được nhiều chưa? Hay là mỗi từ chỗ nhà nghỉ xuống chỗ chợ đêm thôi? Thế à? Mai thì ở đây nó có cái lễ hội ngày hội của Lolo, của dân tộc Lolo ấy. Nhưng mà chương trình của chị là mai như nào? Mai là 9 giờ tối mai á. Thế thì mai không ở đây xem Lolo được rồi. Cái ngày hội văn hóa của họ. Có mấy giờ như 8 giờ sáng. Vâng, 8 giờ sáng mai thì khai mạc và tối ngày mai thì có cái chương trình biểu thi trang phục ấy, biểu diễn trang phục và dân tộc Lolo. Chương trình lại ở trên này. Em ngồi xem đây cho cô Yến ngồi nữa. Yến ngồi. Nấy gửi cái thằng em toàn ớt ngon. Hôm nay là những cái món này thì là nguyên của chúng em là tự làm đấy. Có cô là vợ của chú này đấy. Buổi chiều nay thì bọn em vẫn phải đi làm thì cô ở nhà cô làm. Anh Vịnh với anh có rượu không? Không có rượu á. Thế lấy cơm nhặt Vịnh. Em giới thiệu mấy món thì mới món à? Đây nha, em giới thiệu với chị này. Đây là cái nộm của bì của con lợn đen. Nó rất là dày. Đây là cái nộm. Đấy, cái bì. Có nghĩa là cái này gồm này cà rốt này và cái quả xoài xanh ấy. Và cái rau mùi tàu. Và một số gia vị nữa trộn vào nhau. Mấy cả cái da của cái con lợn đen này này. Và thì làm nên cái món này. Món thứ hai nữa là cái món giò. Giò này thì cũng là giò của con lợn đen, không phải con lợn trắng, lợn xuôi đâu, con lợn ở vùng cao này. Với là và mọc nhĩ và hạt tiêu là gói lên cái giò này. Còn đây là cái quả dưa leo trong đấy gọi là dưa leo phải không? Dưa này thì là dưa của đồng bào ở đây.
nên là nó có cái màu vàng vàng mà nhìn như dưa già ấy. À, đây thì là thịt vịt luộc chấm với cả cái này là mẻ. Trong chị có làm mẻ không? Có à? Đây à, cái này là vịt chấm với cả mẻ. Còn đây là thịt của con lợn ở trên này, thịt lợn, thịt heo. Còn đây quả su su luộc chấm với cả cái này là gọi là ở ngoài này cứ gọi là muối lạc, muối vừng ấy. Còn đây là cái món vừa bê lên này là món thịt bò xào với cả tỏi. Và đấy là canh này thì là chính là măng ở đây nấu với cả nước cái luộc con vịt này này. Đấy, nước luộc vịt. Mẻ này. Mẻ. Cái này chính là mẻ mà các. Đấy đúng rồi, cái đấy là mẻ đấy. Đây mẻ. Là mẻ thì là ở ngoài này thì cái rau sống này này chị này cũng chấm luôn vào cái này. Vâng. Vâng, còn đây là ớt ở vùng cao. Ớt đèo gió. Xong chưa cô Yến, xong chưa? Lấy cái bát cái chén nào. Tuyên bố. Giới thiệu đặc biệt. Tuyên bố gì? Đây có chị Trâm ở trong Sài Gòn. À chị Vi mới ở chị Trâm. Hai chị đây. Đấy. Đây là cũng là chiều thứ 6. Em và chị. Mà hôm nay thì cũng là chiều thứ 6 nữa rồi. Vâng, mời chị nhé. Đây là rượu ngô ngâm với quả nào? À quên mất. Rượu này thì là chính là cái rượu ngô. Rượu ngô ở đồng bào đây và ngâm với cái quả đào ấy. À, quả đào vùng cao rồi. Đấy, đây là đầu bếp đây, áo hồng đây. Đấy, cả buổi chiều đây ở nhà nấu cơm. Mọi ngày thì có bọn em ở nhà trợ giúp nhưng hôm nay thì chỉ mỗi mình cô thôi. Vâng. Hay chị thử rượu vùng cao nhỉ? Uống rượu to một tí thì mới thử. Đúng rồi. Cứ uống đi xem, về mới kể chuyện được là mình uống như nào chứ. Hay hai chị uống bia. Có bia. Các bạn uống bia đi. Dạ không được. Cái này con nhiều uống bia rồi bây giờ đó. Dạ. Nam miền Bắc thì về thưởng thức tất cả. Đúng rồi, về thì kể chuyện thì mới biết được chứ. Vâng. Anh Hải thánh chém gắp cho các chị gái. Em và chị. Cái này phải chống mẹ ăn ngon chị ạ. Cái này thánh chém gắp cho hai chị là món giò. Được ngon luôn. Giò của da con lợn đen đấy. À. Chứ không phải làm bằng cái tai đâu, tai mũi đâu. Nhiều nơi là làm bằng cái tai mũi. Hơi chua chua ngọt ngọt. Rồi tôi cũng xin mời các anh em nhé. Mà giới thiệu. Làm thịt lộn á. Vâng. Hai chị cứ tự nhiên nhá. Ăn thấy cái gì lạ thì ăn. Còn cái gì mình ăn nhiều rồi thì... Ủa, cái này lạ này. Cái này lạ. Cái này lạ. Mùi này nó sống mát. Chị hỏi trước tại vì giờ chị sợ. Xét mỏ mẹ còn thích mát. Con ăn thịt chó. Dạ không, con ăn thịt chó. Đây không có gì món gì liên quan. Thịt chó thì bọn em cũng không ăn. Ít khi làm ăn. Vâng. Tại vì cái món đấy nó nóng lắm. Thịt vịt là ăn được thì chị. Vâng. Vịt này vịt suối đấy, không phải vịt đấy đâu. Học vịt là chị lên Sapa ấy, chị ăn có muốn ăn bệnh ngon lắm. Vâng. Nướng vịt bánh xe rất ngon. Vâng. Chị vẫn nhớ tên cả vợ em nhỉ? Tên là Hằng nhỉ? Ừ. Nhớ, bạn có nói xong rồi bạn kêu hai lần rồi. Thế à? Cô tên chị hai lần rồi. Hay là đi ô tô... Để không con đi xe máy á. Dạ. Xe máy từ Hà Giang lên. Rồi. Và đi ô tô lên đến Hà Giang. Sau đó là nhà nước ngoài sau đấy thuê xe máy. Chị đi được xe máy từ ngày là cũng đấy đấy. Em thì là phải hết đâu. Ồ, đây bọn em rồi. Em đi đây. Đây ạ. Đầy quá ngạc. Dạ. Mà anh nhá. Ôi dồi ôi. Đây quá nó chặn mà. Chặt cứ như kiểu là nó nắng như này.
mẻ này từng vàng như thế này. Mẻ cơ. Này từng vàng như này kiểu nhỉ. Đây. Ăn được không bạn? Ngon. Cho gì tươi vào lưng lưng. Bếp. Cái này cũng chấm mẻ chứ nhỉ? Thịt lợn này, thịt heo này. Không, em không ăn chuyện đó. Cho chú vị. Anh ơi. Chấm đậm đậm quá. Mời các bạn. Em không ngại quá. Ngại hả? Đành phải ăn. Chấm cái này nó có hợp khẩu vị không hay là phải chấm muối trắng gì? Đây, đặt cái đấy xong đấy. Thì em đặt cái này ngay. Khỏi mới tận. Bên này bọn em mới. Ôi mà gà chú à, trắng mát, sợ quá. Ui, chú gì thì em mới hay. Còn em là bỏ cái này là em lại không thích ăn. Có con thì nó ăn được, có con chết on. Mày thấy em đây chỉ định cắt rồi, nghĩ ra chỉ để lại. Đừng, đừng. Nó, cái cục của nó cho vẫn lại càng to này lại càng ngon. Ăn cả, ăn cả cái đấy á? Đúng rồi. Mời với trường em. Đang định bảo mời chị Vi gái. Tiền chủ hậu khách. Chiều ấy mời cô Yến, cảm ơn hôm nay bữa cơm. Ôi, đầu bếp lên YouTube nhá, trang nhất luôn. Thái được mỗi video này vẫn là triệu view. Thái được mỗi cái bì. Thái từ 12 rưỡi mà. Tiêu. Ngủ chưa? Thái thường mà không gọi thì ngủ quên. Đây nha, món giò này là hai vợ chồng của cô chú này làm từ hôm qua. Đấy. Biết là có khách ở Sài Gòn ra đấy. Hôm qua lấy lá chuối bảo không? Đúng rồi, đấy bảo đánh chém bảo Mỹ Hải đi lấy lá chuối này. Lá chuối kia mới đèo này. Còn tay buộc lá. Nhưng cái này quần ép gì? Cái này là quần ép, còn cái kia quần tay. Em mua quần ép à? Quần ép mới làm thêm. Ui ui, em có cái dài. Em mang pháp chi em phải chị chua ạ. Ở nhà bố em hay quấn bằng cho mấy uống này. Lá chuối là không thôi. Đi hoặc lá trong chứ ai. Nhắc con cho uống thì nhắc thì. Em mang chú thuyền tên là Hải. À, chào em. Em bao nhiêu tuổi chị ạ? Em 78. Thì có hả? Tên là Đạo 87. Nó có xanh hay có trứng? Không chưa vậy thôi. Anh Hải sinh năm 1982. Chắc là hơn có khả năng hơn hơn chị tuổi chị. Vâng. Chết rồi, anh lớp nghe tuổi rồi bây giờ. Vâng. Nhìn trẻ. Anh giờ đi hiểu. Vâng. Đúng mà. Cho chị Vi phải uống sâu sâu tí chứ. Không thì chị không biết uống. Chị uống lát rồi người chị nó nổi đỏ ngứa. À, thế là chị cũng giống vợ em. Vợ em là uống nổi đỏ. Chị không uống được. Mặt chị nó sẽ đỏ lắm. Nhưng mà rượu cho nồng độ. Chị thấy các món ăn ở đây như nào? Rồi có, chị đang ăn nè. Vâng, nhưng mà nó có khác ở vùng hôm nọ chị đi Sapa không? Vâng. Dai, đúng rồi. Nó đúng rồi. Thịt ở bên này nó dai hơn phải không? Thịt này thì là ở địa phương đây luôn. Đấy, thịt ở em không phải nói, nếu có thể là nói ở trong YouTube thì có thể động chạm đến vùng miền, nhưng mà ở bên Sapa là nó họ kinh doanh nhiều hơn. Vâng. Chứ bên này thì nó chưa có cái đấy. Nó không thể bằng kinh doanh bằng bên như bên Sapa được. Em làm đấy. Rồi rồi. Đó, trên chị là cái gì phải thú ở ngoài chiều nhà của mình thôi. Vâng. Cái này rau này thì trong miền Nam chắc cũng có chứ nhỉ? Có, cả chắc. Rồi rồi. Chị có. Em kiếm cái rau gì mà chị chưa có anh? Dạ. Em kiếm cái rau gì mà miền Nam chị chưa có. Chắc rau này bên dưới vùng chị là cũng có này, chắc chắn 100% luôn. Sao anh? Rau này. Không phải cái rau chủ nhật cơ. Bài rau có. Rau kia rau húng, rau húng vịt thì bên không có. Em nhận rau trong đấy không có. Thì rau húng vịt không có, ở trong kia đàn ông nó phát hết rồi. Nó bị tuyệt chủng ấy. Ở ngoài Bắc còn vẫn để lại, còn bên trong kia phát hết rồi. Rất xanh, không phải rất đỏ. Cái tiếp cám này rất đỏ. Thôi nha, tôi xin chào các bạn nha, để tôi còn tiếp khách uống rượu với cả hai vị khách mới. Tại vì đang ra còn đang rất là lạ lắm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái này là nguyên bì thôi, nguyên cái da ấy. Chứ không phải là bằng cái
đấy nhá, không phải là tai hay là cái đầu lợn, không phải đầu lợn đâu. Cái kia thì nó cứng hơn, cái này nó mềm hơn. Cái chấm mè chấm lợn ở trên này cái bì nó rất dày, nó không như ở miền Bắc miền Nam xuôi bì nó mỏng. Hiếu rót để anh mời chị bạn áo vàng thì châm bạn tên là Châm. Châm đúng rồi, đúng, anh cũng giới thiệu tên rồi. Châm sinh năm 88. 88 à? À 88 thì bằng 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 tuổi với cả vợ mình. Hết uống đầy vào. Mời nhá. Cái này ăn với mình. Bạn không uống được rượu lấy bia. Đã không luôn á, là không uống được thì cà phê rượu luôn, cái có cồn vô là uống được. Nhưng quay. Cái rượu này không có cồn đâu. Không uống được mà còn bị nhẹ. Lát nữa là có hết mặt con nó đỏ không à, không được. Cậu uống đi nước đi chị nhá. Chứng tỏ là con gái ở miền Nam là ngoan hơn gái ở miền Bắc. Dạ đúng rồi, công nhận. Đó là gái miền Bắc là uống rượu. Chứ là nói vậy chứ mà bây giờ anh hưởng. Không đấy, không phải đấy. Đúng rồi, đâu tùy vậy chú ơi. Miền Nam con nhậu con ghê lắm. Nhưng mà nếu mà vào miền trong miền Nam ấy thì mình uống bia thì mình thua. Không lại được, miền trong vào miền Nam là chỉ có bia nóng đá thì mình không lại được. Cái chấm mẹ thì nó quá nóng trời, nó quá nóng. Thôi, kết thúc video ở đây. Rồi, nhân rượu. Chén này, chén này, chén này, chén ăn mình tổng kết. Tổng kết nhá. Bây giờ thì là đã ăn rồi. Tổng kết thì phải có riêng chứ. Đấy. Tổng kết phải có tí. Em ơi, chén tổng kết nào. Đấy. Dạ không. Đây. Dạ. Cái gì, hàng uống mà. Hả? À, anh em hàng uống đây đâu, mời Trâm nha, mời chị Vi nha, mời Thanh chém nha. À ui nặng quá. Ôi Trâm cân hết á, làm gì một mình cân được cả thế giới thế. Trâm ơi, phòng này nó anh chung à hết rồi. Anh kiểu là không biết được thì anh giúp được là... em Trâm ơi, em ở bên Hà Lan đấy, em có uống cái rượu nó uống bia không rồi. Chỉ uống bia thôi, nhưng uống có nhiều không? Uống nhiều, uống Heineken Nguyên uống Heineken. Mất điện rồi, toàn thành phố.